Carbonara là một món mì ý đặc trưng của thành Rome. Cùng mình làm món này nhé. Dễ hơn bạn tưởng tượng đấy. Không như những phiên bản ú kem như một số nhà hàng Âu hay làm. Mình làm theo kiểu truyền thống nha. Bạn làm carbonara mà bỏ kem cho người Ý ăn, họ lấy súng bắn bạn đó. Mình ăn như heo ấy, nên là nếu làm y chang như mình thì hai bạn nữ ăn vô tư luôn. Nào, bắt nồi nước để luộc mì. Nhớ nằm lòng cái này nha. 10 gam muối cho 1 lít nước luộc mì Ý. Trong thời gian chờ đợi thì mình chuẩn bị bacon thôi nào. Bắt cái chảo lên bếp cho nóng từ từ. Mình sử dụng khoảng 60 gram bacon Cắt nhỏ nhỏ, đừng cắt nhỏ quá tí chiên nó quéo quèo quèo Ngon nhất là dùng guanciale, Má heo muối ấy, hoặc là pancetta Không có chó thì bắt mèo à, à, à Bạn hiểu ý biết vào đúng không? Chảo nóng thì ném bacon vào Bacon nhiều mỡ rồi, không cần thêm tí dầu nào đâu Đảo đều tay để bacon vàng đều nhé Bạn biết vì sao phải bỏ 10 gram muối cho một lít nước luộc mì ý không? Như vậy thì khi mình ăn cộng mì á Mình mới cảm nhận được rõ rệt hương vị của mì ý khi bê cần vàng giòn rồi thì tắt bếp, gạn phần mỡ ra, dùng được gì thì dùng, không thì vứt, để nguyên chảo bê cần qua một nơi. Nước sôi rồi, mình thả vào nồi 120g mì spaghetti vào. Mì của mình nhà sản xuất bảo là luộc 9 phút thì mình chỉ cần luộc khoảng 7 phút thôi. Tí nữa mình trộn sốt cho nó chín thêm tí nữa là vừa tới al dente luôn. Trong quá trình luộc mì, để mì không dính thì lâu lâu bạn nên đảo nó, nó sẽ không có dính lại. Trong lúc chờ mì chín thì mình làm sốt. Món này phải có trứng gà tươi, càng tươi càng tốt. Mình dùng trứng gà ác, hai quả trứng nguyên vào một lòng đỏ là đủ. Bà và vào tô trứng 15g phô mai pecorino và 15g parmesan, dùng một loại cũng được, không sao cả. Mà phải có một trong hai loại phô mai này nha. Món này mắc tiền ở cái phô mai, phải dùng hàng chuẩn. Xay miếng tiêu vào, ăn nhiều thì xay nhiều, ăn ít thì xay ít. Tiêu thì nên xay tươi giống như mình nè, nó mới thơm. Chứ dùng cái tiêu bột là nó không có thơm bằng đâu. Rồi dùng nĩa hoặc đũa đánh đều cái sốt này lên. Lòng trắng nó phải tan ra hoàn toàn thì sốt nó mới quyện vào mì được nha. Bạn kiểm tra sốt bằng cách dùng nĩa múc nó lên, không có lòng trắng mắc lại là được. Để qua một nẻo. Giờ mì cũng tới rồi, vớt nhanh mì ra cái chảo bacon lúc nãy. Cho hết phần nước sốt vào chảo luôn, vét cho sạch sạch kiểu phí. Trộn đều mì và sốt lên, độ nóng của mì sẽ làm cho phô mai trong sốt tan ra. Nên khi nào phô mai tan hết là được. Đừng có bỏ lên bếp nấu tiếp nha, trứng nó sẽ bị chín quá đấy. À cho vào tô sốt 1-2 muỗng nước luộc mì rồi đổ vào chảo trộn tiếp nếu như sốt quá đặc nhé vì làm video nên mình mới cho ra dĩa chứ bình thường là mình ăn trong chảo luôn bào thêm một chút phô mai lên cho nó mặn mòi nếu như bạn thích nhưng đừng có nhiều quá không là thành mặn chát đó nha xong rồi bụp thôi nếu hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé